Dạ ơi, bấm đi công chuyện cả nhà. Đi sáng hả chị? Có chuyện quân hả? Nhân chị. Công việc cái nhà ơi rất là nhiều việc, rất là dễ thương, nhỏ nhắn nữa, ừ, cái bé xinh xinh ha, thấy cưng ha, rất là giỏi. Cái nhà ơi, rồi thấy bé Na nè, cái nhà cháu ngoại Hùng Loan này cưng quá ha, đâu rồi, thấy cưng bả ghê chưa, cái gì vậy? Trời ơi, mua bim hả? Chắc như bánh hay tối thì mấy bà cháu với lại gia đình cũng đi đi ăn á cả nhà, đó đi đi mua bim bim cả nhà, cái nhà trời ơi hai mẹ con nè, thấy cưng không? Thấy thương gì đâu á, hai mẹ con đi mua bim bim. Dễ thương ha cô chú anh chị, em cũng rất là thích trẻ con ha, đó Bill này sáng nào cũng cưng hết trơn á, dễ thương lắm. Hồng Loan thì sáng thì cũng đi ra ngoài rồi cả nhà, đó ngày nào Hồng Loan cũng có công việc đó cô chú anh chị, đi giải quyết rất là nhiều công chuyện ha. Trong thì bùm bùm, thấy bùm bùm đang ngồi chút đơn ở bên trong. Dạ thì buổi sáng hôm nay em cũng thấy Hồng Loan cũng có chia sẻ một cái dòng trạng thái ở trên trang vỡ bò của mình đó cả nhà, một dòng trạng thái cũng khá là xúc động nói về ba, thì em cũng xin phép chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình ha cả nhà, để cả nhà mình cùng xem cô gái bé nhỏ nói gì nha cả nhà. Vu Lan năm nào con cũng nhiều cảm xúc, ước gì thời gian quay lại con được gần và chăm sóc ba nhiều hơn, có nhiều kỷ niệm đẹp hơn, giờ chỉ còn ôm lại bao kỷ niệm cùng ba. Con không có mẹ, nhưng bù lại con có thêm ba Quốc Thanh. Con gái của hai ba luôn mạnh khỏe và luôn mong ba bình an, vui khỏe, hạnh phúc cùng con cháu. Và ba của con nơi đất Phật hãy luôn mỉm cười an nghỉ. Con gái không dám hứa nhiều, nhưng luôn cố gắng để ba vui. Con gái thương ba nhiều lắm. Đó cả nhà. Một cái dòng tâm trạng khoảng 10 dòng thôi của chú anh chị. Nhưng mà đọc xong thì em cũng rất là nghẹn ngào ha. Em là một người cũng khá là xúc động, nên là khi mà ai mà... Nói chung là em... sống tình cảm ở nhà, nên là ai mà có cái gì buồn buồn á, mình cảm thấy mình cũng muốn buồn theo đó nha. Đây là những cái hình mà cái hình của Hồng Loan bé Buôn cùng với má Tư. Đây là một cái hình tình cảm của Hồng Loan bên tượng của ba. Cả nhà còn nhớ cái hôm mà Hồng Loan chiến thắng BH về đó nha, thì về tới nhà là Hồng Loan thắp hương xong rồi lại ôm và gục đầu vô trong cái tượng sáp của ba để khóc, giống như là cái tượng giống như là ba mình ở trên nhà, ngã vào lòng ba khóc nức nở luôn. Thật sự ai xem cũng rất là cảm động về cái hình ảnh đó. Và như cô chú anh chị mình cũng nhớ là cái năm rồi lễ Vu Lan thì ở trên Hoa Viên Bình Dương cũng có tổ chức một cái lễ rất là lớn luôn, ở trước ngoài đường mộ của chú Vũ Linh đó cả nhà, có một cái sân khấu đó, thì cũng có rất là nhiều anh chị cũng như nghệ sĩ đến đó để tham dự và cũng hát rất là nhiều. Và ngày đó thì em nhớ là Hồng Loan cũng có hát mấy bài, có bài tình đẹp 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm rất là hay luôn. Và năm nay thì Hồng Loan có chia sẻ là Vu Lan là chỉ lên thắp hương cho ba thôi ha cả nhà, chứ không có như năm trước nữa. Nói chung là vào những ngày lễ hay là những cái sinh nhật hay gì đó thì Hồng Loan đều lên mộ chung vui với ba, giống như là lúc sinh thời mà cùng chung vui với bà vậy đó cả nhà.
Và mỗi lần mà khi có chuyện gì, Hồng Loan đều lên mộ. Lên mộ để giống như trình với ba. Mặc dù ở nhà là thờ chú Duy Linh, thì sáng nào hay là đi đâu thì Hồng Loan đều thắp hương cho ba, và về cũng như vậy luôn, cũng thắp hương, và kể cả tất cả thành viên trong gia đình, mấy bé cũng như vậy luôn, giống như là đi thưa về trình vậy đó mọi người. Đây là một cái, phải nói là một cái truyền thống ha, Hồng Loan rất là hay, của gia đình chú Duy Linh đó cả nhà. Thì có rất nhiều khán giả thì cũng vào, cũng chia sẻ, cũng động viên Hồng Loan là ôm một cái nè, bây giờ em phải mạnh mẽ lên vì cuộc sống này nó phải như vậy nha em. Có chị Linh Nguyễn là một cái fan cứng, chị cũng chia sẻ là ba Linh và ba Thanh sẽ rất vui và hãnh diện khi có được cô con gái xinh đẹp, giỏi giang như mớm. Mạnh mẽ lên cô gái, thương mớm nhiều. Chị, một chị khán giả tên là Mộng Kiều, chị nói là chị đọc những dòng chữ của mớm, cảm giác đồng cảm với em, xúc động. Và chị mừng Hồng Loan của ngày hôm nay chứ không phải Hồng Loan của ngày ba em mới mất. Cứ như vậy cố gắng hơn nữa nha em. Chị luôn mong gia đình em vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong công việc, bình an trong cuộc sống nha mớm. Chị cũng tin rằng ba em cũng đang hãnh diện, mỉm cười, lúc nào cũng bên cạnh che chở cho em. A Di Đà Phật, cầu cho hương linh của chú sớm vãng sanh về miền cực lạc, thế giới an lành. Đó, một cái bình luận cũng khá là xúc động đó nha, rất là tình cảm luôn mọi người. Chị, một chị khán giả thì chị nói là chúc má Tư Quốc Thanh thật nhiều sức khỏe để che chở cho Hồng Loan bé bỏng. Hà Nội thương em, gia đình rất nhiều, chúc tất cả may mắn và hạnh phúc bình an thật nhiều. Chúc đại gia đình của em và ba Quốc Thanh nhiều sức khỏe, vui, hạnh phúc, thương em. Lại làm cho tôi rưng rưng dòng lại rồi nè, bà ngoại Sì Tín ơi, thương em. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều bình luận của khán giả đồng cảm với Hồng Loan cả nhà. Một cái bình luận của khán giả nói là lúc sinh ra tới giờ này em Loan chưa bao giờ được ôm mẹ, được ôm ấp, chải tóc, tắm rửa cho em là điều thiệt thòi nhất trong cuộc đời em. Cũng may mắn em có hai người ba luôn thương em, cho dù như vậy em vẫn thiệt thòi, vì thế mọi người thương em nhiều hơn vì em không có mẹ. Chúc em mãi bình an, vui vẻ trong cuộc sống. Đây cô chú anh chị, rất là nhiều bình luận của khán giả nha cả nhà, rất là nhiều khán giả yêu thương và gửi những lời động viên an ủi cũng như là những cái ôm tinh thần đến cho Hồng Loan. Thì như cô chú anh chị cũng biết là drama của chú Duy Linh và người con gái duy nhất của chú cũng gần hơn một năm rồi cả nhà, và cũng gần đến hồi kết rồi cô chú anh chị. Niềm vui là khi Hồng Loan đã lấy lại được bản quyền BH, lấy lại những gì mà ba để lại cho mình rồi, còn bây giờ chỉ chờ cái phiên tòa tranh chấp tài sản ha, nữa là xong thôi cả nhà. Thì mọi việc sẽ đeo đâu vào đấy thôi. Nên là cô chú anh chị mình cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã yêu thương, cũng như là gửi những cái ôm tinh thần, những lời động viên, cũng như là những ủng hộ về kinh tế cho Hồng Loan nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chúng ta mãi mãi, chúng ta đã yêu thương chú Vũ Linh thì chúng ta hãy luôn cổ vũ tinh thần cho người con gái duy nhất của chú Vũ Linh ha cả nhà. Chúng ta cùng nhau ủng hộ cho Hồng Loan, chị Ni và tất cả các anh chị trong phiên tòa sắp tới ha. Chị Ni thì vài hôm nữa sẽ về rồi cả nhà ơi. Đó, khi nào về thì tụi em có thông tin sẽ chia sẻ cụ thể với cô chú anh chị mình ha. Và Nắng Xuân cũng cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha.